Thầy chào tất cả các em học sinh khối lớp 11 trường Trung học Thông Nguyễn Hiền. Như vậy tuần trước các em đã được nghiên cứu các nội dung về giới hạn dãy số, giới hạn hàm số liên tục do thầy giáo Nguyễn Văn Bình và cô Đỗ Thị Linh Trân hướng dẫn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm các bài tập ôn tập trường. Bài tập thứ nhất, tính giới hạn các dãy số sau đây. A. Lim trừ 2n bình phương cộng n cộng 3. B. Lim n trừ căn bậc 2 của n bình phương cộng 2n. C. Lim n bình phương trừ 2n trừ 3 chia cho n cộng 1. Thì các em lưu ý ở đây phần giới hạn dãy số thì mặc định n tiến về dương vô cực. Ta đi giải quyết các bài toán này như sau. Bài toán thứ nhất, A. Các em nhận thấy khi n tiến về dương vô cực thì ở đây là trừ 2n tiến về dương vô cực cộng n cộng 3. Như vậy ta chưa thể sử dụng được định lý vì giới hạn hữu hạn. Do đó ta xử lý bài toán như sau. A bằng lim của 2n bình phương trừ 2n bình phương cộng n cộng 3. Thầy lấy n bình phương làm thủy chung. Như vậy trong đó còn lại là trừ 2 cộng 1 phần n cộng 3 chia cho n bình phương. Và chúng ta cũng biết được lim của n bình phương luôn bằng dương vô cực. Lim của trừ 2 cộng 1 phần n cộng 3 chia cho n bình phương bằng trừ 2. Đây là một số âm. Như vậy, dựa vào quy tắc tính giới hạn của tích, ta thu được kết quả bằng A bằng âm vô cực. Ở bài B thì các em sẽ thấy được là khi n tiến về dương vô cực thì n là dương vô cực trừ cho căn bậc 2 này là dương vô cực. Bài toán có dạng vô cực trừ vô cực. Như vậy chúng ta cũng không thể sử dụng được định lý vì giới hạn hữu hạn. Do đó ở tiết trước thầy đã bày chúng ta cách nhân lượng liên hợp. Ta xử lý bài toán như sau. Bài B, lim của n trừ căn bậc 2 của n bình phương cộng 2n. Thầy nhân lượng liên hợp tử và mão cho n cộng căn của n bình phương cộng 2n. Các em theo dõi trên màn hình nha. Thế thì ta thu được kết quả tử sẽ là trừ 2n, mão sẽ là n cộng cho căn bậc 2 của n bình phương cộng 2n. Đến đây thì các em thấy đơn giản rồi. Ta lấy n với mão làm thủy chung. Ta bên trong còn lại là 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng 2 phần n. Khi đó ta rút gọn cho n đi và ta thu được kết quả là bằng trừ 2 chia cho căn 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng 2 phần n. Thì đến đây ta sử dụng được định lý vì giới hạn hữu hạn được rồi. Tử là bằng trừ 2, mão là bằng 2, kết quả bằng trừ 1. Chỗ này thì làm nhanh bởi vì chúng ta đã học rồi. Ở câu C thì các em nhận thấy là khi n tiến về dương vô cực thì tử là vô cực, mão là vô cực. Thế thì đây cũng là một bài toán chúng ta cũng thấy quen thuộc rồi. Bây giới hạn là hàm số thì đây chính là một dạng vô cực trên vô cực, vô định. Chúng ta xử lý bài toán C như sau. Vậy thì tử thầy lấy n bình phương làm thủy chung. Các em đang theo dõi trên màn hình. Khi đó tử là còn lại là 1 trừ 2 phần n trừ 3 trên n bình. Mão thầy lấy n làm thủy chung, còn lại là 1 cạm cho 1 phần n.
Tử và Mão thì rút gọn cho n, như vậy tử còn lại là n 1 trừ 2 phần n trừ 3 phần n bình. Mão là 1 cộng 1 phần n. Thì các em rõ ràng đến đây giống bài toán lúc nãy thì chúng ta thu được kết quả là lim n là vô cực. Lim của 1 trừ cho 2 phần n trừ 3 phần n chia cho 1 cộng cho 1 phần n này là bằng dương 1. À, thế thì sử dụng quy tắc tích của hai giải, phần quy tắc tính tích các giới hạn dương vô cực này, chỗ này là 1, thế thì thu được kết quả là bằng dương vô cực giống bài toán lúc nãy. Rồi các em thấy chưa, ta xong bài tập số 2. Tính giới hạn các hàm số sau đây. Em à, lim của x bình phương cộng 2x trừ 3 chia căn bậc 2 của x cộng 4 trừ 1 khi x tiến về trừ 3. N, lim căn bậc 2 của x bình phương cộng 3x cộng x khi x tiến về âm vô cực. P, lim căn bậc 2 của 2x bình phương cộng 3x trừ x khi x tiến về dương vô cực. Và Q, lim của x bình phương trừ 2x trừ 3 chia cho x mũ 3 cộng 1 khi x tiến về dương vô cực. Như vậy đây là bốn bài toán. Thế thì ta sẽ đi lần lượt để xử lý từng bài toán một. Các em theo dõi ở bài toán cao em mà. Khi thay x bằng trừ 3 vào tử nó sẽ bằng 0, 9 trừ 6 trừ 3 bằng 0. Mão trừ 3 cộng 4 là 1, can là bằng 1 trừ 1 bằng 0. Rõ ràng bài toán em mà là bài toán có dạng 0 trên 0. Hôm lý thuyết thầy đã có chỉ rồi. Để xử lý bài toán 0 trên 0 thì ta xử lý tử xuất hiện x trừ x rô, mão xuất hiện x trừ x rô để ta rút gọn. Còn cái cách tạo ra x trừ x rô là bằng cách nào thì tùy theo mẫu bài toán chúng ta làm cho nó tương thích. Rõ ràng chúng ta các em nhìn thấy là câu em mà thì tử là đa thức, như vậy ta phân tích thành nhân tử, mão là can thức. Rõ ràng mão là nhân lượng liên hệ. Chúng ta đi xử lý cao M như sau. M bằng x bình phương cộng 2x trừ 3 chia căn bậc 2 của x cộng 4 trừ 1. Tử thầy phân tích thành nhân tử là x trừ 1 nhân x cộng 3. Mão thì nhân lượng liên hệ, vậy nó thu được kết quả x cộng 4 trừ 1. Thì tử thầy cũng phải nhân căn của x cộng 4 cộng 1 khi x tiến về trừ 3. Vậy thì các em sẽ thấy ngay tử xuất hiện x cộng 3, mão xuất hiện x cộng 3. Thầy rút gọn đi. Và thầy thu được kết quả là x trừ 1 nhân căn của x cộng 4 cộng 1 khi x tiến về trừ 3. Đến đây ta thay số vào. Kết quả bằng âm 8. Thầy lưu ý nếu các em chép không kịp thì chúng ta có thể tua lại nha. Tua lại để chép vào vở. Sau này có điều kiện thì chúng ta sẽ mở ra xem. Tiếp tục ở câu N thì các em sẽ thấy rằng khi x tiến về âm vô cực thì trong căn này là dương vô cực cạnh cho âm vô cực. Thế thì các em sẽ thấy đây là bài toán có dạng vô định. Đây là bài toán có dạng vô định. Ta phải khử dạng vô định này.
khử giận vô định, vô cùng trừ vô cùng. Thầy lòng cao n như sau. Liêm căn bậc 2 của x bình phương cộng 3x cộng x. Thông thường thì các em thấy thì nhân lượng nguyên hư đó là trừ nhân với cạn, thì ở đây ta thấy có dấu cạn thì thầy nhân lượng nguyên hư là trừ. Thế thì tử xuất hiện là 3x, mão là căn bậc 2 của x bình phương cộng 3x trừ x. Tính liêm khi x tiến về âm vô cực các em. Một điều thường nhầm lẫn với chúng ta. Ở đây thầy lấy x bình phương trong căn làm thừa chung thì nó còn lại là 1 cộng 3 trên x. Tuy nhiên khi đưa ra ngoài căn thì nó bằng trị tuyệt đối x. Hôm trước thầy Binh có hướng dẫn chỗ này. Trị tuyệt đối x mà x tiến về âm vô cực thì nó sẽ bằng trừ x kem. Đến đây thầy rút gọn x đi thì ta thu được kết quả tử là 3, mão là còn lại là trừ căn bậc 2 của 1 cộng 3 trên x trừ 1. Thầy đã rút gọn x rồi. Và đến đây chỉ việc thay số vào sử dụng được định lý về giới hạn hữu hạn. Kết quả bằng trừ 3 phần 2. Thầy lưu ý em nào chép không kịp, theo dõi chưa kịp thì chúng ta phải tua lại để chép vào vở. Khi chúng ta quên hoặc cần thiết thì có thể mở vở ra để xem lại nha. Ở câu phê thì các em sẽ thấy khi x tiến về dương vô cực thì trong căn này là dương vô cực trừ vô cực. Thì thầy thấy 70% các em thấy đến đây là nhân lượng nguyên hư. Tuy nhiên ở đây bài toán này thầy không cần nhân lượng nguyên hư vẫn giải được. Bởi vì căn 2 này, hệ số đây là căn 2, hệ số bên này là số 1, không thể bằng không được coi. Thế thì bài toán này thầy không nhân lượng nguyên hư. Giống với phần giới hạn dãy số, chúng ta đã gặp bài toán này rồi. Thì thầy xử lý bài toán phê như sau. Trong căn thầy lấy x bình phương làm thừa chung thì đưa ra ngoài căn là bằng trị tuyệt đối x nhưng tiến về dương vô cực, do đó nó bằng x. Còn lại trong căn là 2 cộng 3 trên x trừ phía sau này là x nha. Liêm thầy lấy x làm thừa chung, trong này còn căn bậc 2 của 2 cộng 3 trên x trừ 1. Bài toán này giống với phần giới hạn của dãy số thì các em sẽ thấy được là liêm của x khi x tiến về dương vô cực là bằng dương vô cực. Liêm của cái phần trong ngoặc này, phần trong ngoặc đơn này, các em theo dõi màn hình là căn 2 trừ 1 là một số dương. Do đó kết quả bằng dương vô cực, thầy không lầm mà kỹ chỗ này nữa. Bài toán này chúng ta biết rồi. Thế thì phê sẽ bằng dương vô cực. Tiếp tục đến bài toán quy. Quy thì khi x tiến về dương vô cực, ta thấy tử tiến về dương vô cực em. Mão tiến về vô cực. Bài toán có dạng vô định, vô cực, trên vô cực. Bài toán này nó cũng giống với phần giới hạn của dãy số, các em lưu ý. Ta xử lý bài toán quy như sau. Tử thầy lấy x mũ 3 làm thừa chung. Mão thầy lấy x mũ 3 làm thừa chung. Vì sao thầy lấy x mũ 3? Ta thấy mũ cao nhất của tử và mão ở đây là mũ 3.
lấy mũ cao nhất của mão này làm thừa chung. Thì khi đó ta thấy tử sẽ còn lại là 1 trên x, 2 trên x bình, 3 trên x mũ 3. Mão còn lại là 1 cạn 1 trên x mũ 3. Thầy đã rút gọn với x mũ 3 rồi mà em. Thầy đã rút gọn rồi. Và đến đây ta đã sử dụng được định lý về giới hạn hữu hạn. 0, 0, 0, tử là bằng 0, mão là bằng 1. Do đó ta thu được kết quả là bằng 0. Ta đi vào bài tập 3, bài tập 4. Các bài tập này liên quan đến hàm số liên tục mà cô Trang đã hướng dẫn cho chúng ta ở tiết trước. Bài tập 3 như sau. Xác tính liên tục của hàm số fx tại x bằng 2 với fx là bằng x bình phương trừ x trừ 2 chia x trừ 2 khi x khác 2. Nó bằng 5 trừ x khi x bằng 2. Bài tập số 4. Tìm tham số m để hàm số fx liên tục trên tập xác định. Với fx bằng x bình phương cạn 2x trừ 3 chia cho căn bậc 2 của x cộng 4 trừ 1 khi x nhỏ thua âm 3 bằng 2mx cộng 1 khi x lớn hơn hoặc bằng âm 3. Các em lưu ý ở bài toán này chính là bài toán giới hạn m lúc nãy ta đã làm nha. Chặt thầy lấy kết quả. Các em biết hàm số y bằng fx liên tục tại điểm x bằng x rô khi và chỉ khi lim fx khi x tiến về x rô bằng fx rô. Thế thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta xử lý câu số 3 như sau. Ta thấy hàm số fx xác định tại x bằng 2 và cụ thể f của 2 bằng 3. Lim của fx khi x tiến về dương 2. Đây là bài toán có dạng vô định 0 trên 0. Việc xử lý bài toán này khá đơn giản bằng cách phân tích thành nhân tử rút gọn. Và kết quả này bằng 3. Lim của fx, ta nhận thấy lim của fx khi x tiến về 2 bằng f của 2 cùng bằng số 3. Thế thì fx liên tục tại điểm x bằng 2. Các em có thể lưu lại bài toán này vào vở. Như vậy các em theo dõi kỹ bài toán này. Bài toán này thì khá là đơn giản. Tuy nhiên việc trình bày là nhiều em là trình bày không tốt. Ta tính f của 2 nè. Ta tính lim của fx khi x tiến về 2 nè. Đánh giá hai thằng này thấy nó bằng nhau. Vậy fx liên tục tại điểm x bằng 2. Thế thì ở bài toán số 2 đề cho là khác bằng 2, khác 2. Thì ta chỉ việc tính lim của fx khi x tiến về 2. Tuy nhiên khi qua nhìn qua bài 4 thì các em sẽ thấy được là đề cho là nhỏ thua âm 3 này, lớn hơn hoặc bằng âm 3. Thế thì khi x tiến về âm 3 ta phải tách ra làm 2, là tiến về âm 3 cạn và âm 3 trừ để xử lý bài toán 4. Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta giải bài toán 4 như sau.
Bài toán 4 là tìm m để hàm số liên tục trên tập xác định. Thế thì thầy tìm trước tập xác định của hàm số là d bằng âm 4 đến dương vô cực. Khi ta học về tính liên tục của hàm số trên khoảng đoạn thì chúng ta có một cái định lý khá quan trọng, đó là các hàm số sơ cấp, hàm tổng hiệu tích thương liên tục trên tập xác định của nó. Thế thì các em lưu ý thầy chia ở đây ra thành ba giai đoạn để thầy tính. Bước 1 các em sẽ thấy là với x nằm trong miền từ âm 4 cho đến âm 3 thì fx sẽ bằng biểu thức phía bên trên này. Do đó nó liên tục trên tập xác định của nó. Như vậy thầy ghi tóm gọn bài toán này như sau: x lớn hơn hoặc bằng âm 4, nhỏ thua âm 3, suy ra fx liên tục. Giai đoạn thứ hai, xác x lớn hơn âm 3, xác x lớn hơn âm 3 thì khi đó fx sẽ bằng 2mx cộng 1. Đây là một hàm đa thức cho nên nó liên tục. Bây giờ ta cần xét tính liên tục của hàm số này tại điểm x bằng âm 3. Khi ta học về giới hạn của hàm số trên khoảng đoạn thì hiển nhiên fx này đã liên tục tại phía bên phải của số âm 3. Tuy nhiên thầy để qua đây thầy xét luôn, xét tính liên tục của hàm số tại x bằng âm 3. Theo kết quả giới hạn cao m mà chúng ta đã học bên trên thì lim của fx khi x tiến về âm 3 trừ thì chính là bằng lim của x bình phương cạnh 2x trừ 3 chia căn bậc 2 của x cạnh 4 trừ 1. Kết quả này đã bằng âm 8. Lim của fx khi x tiến về âm 3 cạnh thì nó sẽ bằng lim của 2mx cộng 1 khi x tiến về âm 3 cạnh, thì thu được kết quả là bằng 1 trừ 6m. Thế thì để hàm số này liên tục trên tập xác định của nó thì yêu cầu nó phải liên tục tại điểm x bằng âm 3 nữa là sao? Vậy thầy có kết luận hàm số liên tục trên tập xác định khi lim của fx khi x tiến về âm 3 trừ bằng lim của fx khi x tiến về âm 3 cạnh bằng f của âm 3, tức là trừ 8 bằng 1 trừ 6m, và cho ta kết quả m bằng 3 phần 2. Ở đây thầy làm nhanh bởi vì thời gian không cho phép nhiều, do đó là thầy làm nhanh chỗ này và cho kết quả m là bằng 3 phần 2. Chúng ta có thể tính thêm f của trừ 3 rồi lập luận hàm số fx liên tục tại điểm x bằng âm 3 khi nào rồi mới thu được kết quả m bằng 3 phần 2. Phần này các em đã gặp rồi cho nên thầy tính toán nhanh, các em lưu ý. Sau này là trình bày tự luận thì chúng ta không phải tính ra thêm f của âm 3 nữa nha. Ta đi vào bài tập số 5. Cho phương trình cos x cạnh m sin x bằng x với m là tham số. Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m.
Bài toán này thì hôm trước cô Trang đã chỉ cho chúng ta bài toán không có tham số m. Ở đây thầy đưa thêm một bài toán này, nó có khó hơn, tuy nhiên việc giải thì các em xem cũng khá là nhẹ nhàng. Các em theo dõi lời giải như sau: phương trình đã cho tương đương cos x cạn m sin x trừ x bằng 0, thầy chuyển x qua một bên, thầy đặt biểu thức fx bằng vế trái của phương trình, đó là cos x cạn cho m sin x trừ x, thì khi đó fx là hàm số liên tục trên R. Lưu ý câu này các em phải hết sức thận trọng vì rất nhiều em quên câu này, quên cái câu fx liên tục này, bởi vì khi fx liên tục thì chúng ta mới sử dụng định lý về có nghiệm được. Ta tính f0 bằng 1, f của b bằng 1 trừ b, thầy suy ra được f0 nhân fb là bằng trừ 1 trừ b, đây là số âm. Fx liên tục mà có f0 nhân fb âm, hai thằng này trái dấu, hai biểu thức này trái dấu, thế thì thầy suy ra được phương trình fx bằng 0, suy ra phương trình fx bằng 0 có nghiệm, có ít nhất một nghiệm trên khoảng rho bi. Như vậy tức là phương trình có nghiệm. Từ đó thầy suy ra phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi tham số m. Chúng ta lưu bài toán vào vở. Ta đi vào một số bài tập trắc nghiệm. Các em lưu ý ở đây là nó có một số cái lỗi, trong đó thì bỏ qua đi. Chúng ta tính bài toán này. Bài tập trắc nghiệm: chọn đáp án đúng, tính lim 2x mũ 3 trừ 3x cộng 5 chia cho 1 trừ x bình phương trừ 3x trừ x mũ 3. Khi x tiến về âm vô cực. Bài toán số 2: tính lim x bình phương trừ 9 chia cho x bình phương trừ 4x cộng 3 khi x tiến về dương 3. Bài toán số 3: cho fx bằng 3 trừ x chia căn bậc 2 của căn x cộng 1 trừ 2 khi x nhỏ thua 3 nó bằng m khi x lớn hơn hoặc bằng 3. Tìm m để hàm số liên tục từ x cùng 3. Các em lưu ý bài toán thứ nhất, giới hạn của hàm số có dạng vô cùng trên vô cùng. Đây là một dạng vô định chúng ta gặp rồi. Ở đây là một bài toán trắc nghiệm, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng máy tính nhập vào biểu thức tính lim cho x về âm 10 mũ nam 10 mũ 7 gì đó thì sẽ ra kết quả nhanh. Tuy nhiên chúng ta ở đây cũng có thể lưu ý khi x tiến về âm vô cực, mũ cao nhất của tử là 3, mũ cao nhất của mão cũng là số 3, hai cái mũ cao nhất bằng nhau
kết quả là bằng hai cái hệ số mà chứa x một câu nhắc đó chia nhau, kết quả bằng 2 chia cho âm 1. Đáp án đúng sẽ là đáp án B. Ở bài số 2, khi x tiến về 3 thì các em sẽ thấy là tử tiến về số 0. 9 trừ 9 là 0. X bình phương trừ 4x là 9 trừ 12 cộng 3. Bài toán có dạng 0 trên 0. Bài toán này chúng ta cũng có thể sử dụng máy tính. Nhập biểu thức cận tính liên. Cho x tiến về 3 thì các em có thể tiến về là 2,99999. Nó ra đáp số ngay. Hôm trước thầy có chỉ rồi. Nếu không thì chúng ta phân tích thành nhân tử. Tử là x trừ 3 nhân x cộng 3. Mão là x trừ 1 nhân x trừ 3. Rút gọn đi. Rút gọn cho x trừ 3. Và ta thu được kết quả là đáp án D. Bài toán số 3. Cho fx bằng x trừ 3 trừ x chia cho căn bậc 2 của x cộng 1 trừ 2 khi x nhỏ thua 3 bằng m khi x lớn hơn hoặc bằng 3. Tìm tham số m để hàm số này liên tục tại điểm x bằng 3. Vậy thì các em thấy giống với bài toán 4 lúc nãy. Ở đây ta tính lim của fx khi x tiến về 3 trừ lim của fx khi x tiến về 3 cạnh f của 3. Sau khi tính lim xong thì ta thấy được là hàm số liên tục tại điểm x bằng 3 khi lim fx khi x tiến về 3 trừ bằng lim của fx khi x tiến về 3 cạnh cùng bằng f của 3. Việc tính giới hạn này các em có thể dùng giấy nhớ tính nhanh. Ở đây tính tử thì có sẵn thừa số chung rồi, mão là lượng 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 bằng không rồi, mão chỉ việc nhân liên hợp nữa là xong. Thế thì ta thu được kết quả. Từ từ các em làm ra. Thu được kết quả là m bằng âm 4. Các em tự lấy giấy nhớ để kiểm tra lại các cái đáp án này. Như vậy thầy hệ thống lại kiến thức của toàn chương 4 gồm các nội dung như sau. Một là phần giới hạn dãy số thì gồm có các nội dung là giới hạn hữu hạn, định lý về giới hạn hữu hạn, tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Phần này thầy chưa trình bày trong đây thì các em có thể về nhà xem lại nội dung này. Giới hạn vô cực à, như vậy là các em sẽ thấy là nó bị có một chút lỗi phông nha. Nội dung thứ hai là giới hạn hàm số gồm có các nội dung giới hạn tại một điểm, nội dung này thầy đã trình bày. Giới hạn tại vô cực, nội dung này thầy Bin trình bày. Và cũng tương tự với giới hạn của dãy số thì chúng ta cũng có định lý về giới hạn hữu hạn. Riêng giới hạn tại một điểm, hôm trước thầy cũng đã trình bày chúng ta về phần giới hạn một bay.
Và phần bài tập thì có các dạng vô định. Về nội dung cuối cùng đó là phần hàm số liên tục, thì các em chú ý cho thầy, đó là thứ nhất là hàm số liên tục tại một điểm. Nội dung thứ hai là hàm số liên tục trên khoảng đoạn. Và nội dung này chúng ta có một cái định lý mà ta vừa sử dụng đó. Đó là các hàm số sơ cấp, cộng, trừ, nhân, chia, hàm lượng giá liên tục trên tập sơ định của nó. Và có một bài toán liên quan đến việc ứng dụng hàm số liên tục, đó là chứng minh phương trình có nghiệm. Thầy cũng đã vừa làm cho chúng ta ở bài tập số 5. Như vậy tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.